Sáng ngày 5 tháng 4, tổ công tác của tỉnh ủy do đồng chí Lưu Văn Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm tổ trưởng đã về dự sinh hoạt chi bộ thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thôn Yên Nhiên đã thông qua một số nội dung về văn bản của cấp trên, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết cấp ủy tháng 3, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Tham gia ý kiến tại buổi sinh hoạt các đảng viên trong tri bộ đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung báo cáo, nghị quyết được thông qua. Một số đảng viên đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục quan tâm công tác vệ sinh môi trường, đề nghị cấp trên xem xét tăng tiền hỗ trợ di chuyển mô mã và việc chậm hỗ trợ, có cơ chế đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư, một số hộ dân chăn nuôi trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân, quan tâm hơn nữa đến công tác an ninh trật tự. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt tri bộ thôn Yên Nhiên, đồng chí Lưu Văn Dũng Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian tới. Để xây dựng chi bộ thôn ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đồng chí đề nghị chi bộ thôn Yên Nhiên tiếp tục thực hiện có nền nếp và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh phẩm chất đạo đức phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên thực sự là tấm gương để quần chúng học tập noi theo đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào tại địa phương tăng cường quản lý đảng viên và kết nạp đảng viên mới